Kính thưa quý vị, liên tục công trình ca cổ của chiều hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của soạn giả Yên Nam, bài tập cổ được mang tên Mùa thu trên mặt lá sơn, qua phần thể hiện của Hà Âu. Giờ này nơi mặt mã sớm đang rộn ràng hôm nay, nàng rụt đầu trọng dòng cải ôi của quần quỳnh, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, một mắt đắm chìm trong mộng mị thần đi. Thank you.
Thank you.